Chào các bác, đầu xuân thì chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Hôm nay em mới lên được cái video. Hôm nay em lên cho các bác con máy chiếu Sony. Đó. Máy chiếu Sony nha. Sony to. Vuông đét đèn đèn luôn này. Và cổng trình chiếu của nó đầy đủ luôn nhá. HDMI, VGA, video các thứ đầy đủ luôn này. Đó, dòng Sony, nét như Sony trước đây. Đó, mã của nó các bác cũng có thể nhìn thấy là EX235. Đấy, sau con này còn rất là mới. Ngoại hình mới gần như 99%. Chạy có hơn 100 giờ rồi các bác ạ. Đấy, dòng máy Sony. Con này là con dòng máy chạy Bay LCD nhá. Đó, rất là đẹp. Đây, các bác nào ưa ngoại hình con này thì tuyệt vời luôn, không có bo móp gì hết, rất là vuông, mình vuông đẹp. Đấy. Con này thì độ sáng của nó là 2800 lumen, đấy, độ tương phản của nó là 3300/1. Con này tuổi thọ bóng đèn là 10.000 giờ nha các bác nhá. Đấy, con này công nghệ Bay LCD. Đấy. Bây giờ em sẽ lên hình trực tiếp cho các bác xem. Đó, độ phân giải của nó là 1024x768. Phân giải XGA nhá. Con này là tỷ lệ 34 thì rất là đẹp, dễ học, trình chiếu xem phim. Rồi em sẽ lên video cho các bác xem thực tế. Đây em lên hình thực tế cho các bác xem nhá. Con này thì các bác để chế độ 34 thì nó sẽ đẹp. Nó có đầy đủ các chế độ của nó này, tỷ lệ khung hình này 34 này, 16:9 này. Đó, nó có đầy đủ nhá. Đấy. Nào, các bác, em sẽ mở một cái video cho các bác xem này. Đó, Bay LCD rất đẹp, loa rất to nhá. Em đang dùng cái con Google Chrome, Chrome cả. Đây, loa rất to. Đấy, video rất là đẹp nhá. Em vẫn đang mở điện nha các bác nhá. Bây giờ em sẽ tắt điện đi cho các bác nhìn này. Đó, rất là đẹp. Cho các bác xem giờ trình chiếu của con máy nhé. 112 giờ này. Đấy. Con này máy mới họ đang bán trên thị trường là hơn 10 triệu nhé. Bác nào mua con máy này giá chỉ có hơn 5 triệu thôi. Đấy, rất đẹp. Đây sẽ cho các bác xem cái video khác này. Đây video karaoke nhé. Trái tim van em đường vào, dù tình xót xa chung thân nguyệt đào. Đó, các bác ngồi các bác hát karaoke một con này, phòng khách cũng rất là ok, có ánh đèn ánh điện thoải mái nhá. Rồi bác nào ưng con máy này thì liên hệ với em nhé, em sẽ để số điện thoại ở bên dưới, các bác có thể gọi cho em hoặc kết bạn Zalo theo số điện thoại. Cảm ơn tất cả các bác. Các bác xem video thì nhớ đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới nhất của em nhé. Em chào các bác.